Cô Ngọ xin chào các con. Hôm nay cô Ngọ sẽ dạy cho các con nhận biết màu đỏ. Cô có gì đây? Thấy rõ. Màu gì? Màu đỏ. Các con nói lại cho cô. Màu đỏ. Có gì nữa nào các con? Cô có khối gỗ nè. Khối gỗ màu gì? Màu đỏ. Các con nói lại với cô nào. Màu đỏ. Cô còn có gì nữa đây các con? Cô có bông hoa màu gì nào? Bông hoa màu đỏ. Màu đỏ. Các con nhắc lại với cô nào. Màu đỏ. Cô có tranh gì đây các con? À đúng rồi, đây là ngôi nhà. Các con chọn cho cô ngôi nhà màu đỏ. Đúng rồi, đây là ngôi nhà màu đỏ. Cô còn có tranh gì nữa đây? Bông hoa. Các con hãy chọn cho cô bông hoa màu đỏ. À đây là bông hoa màu đỏ đó các con. Cô vừa dạy cho các con nhận biết màu đỏ. Các con ở nhà hãy tìm đồ chơi màu đỏ và nhờ ba mẹ chụp hình gửi lại cho cô và các bạn cùng xem. Cô chào tạm biệt các con.